Hoa hậu Phương Lê tặng con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh căn nhà phố hơn 300m² ở quận 2, cư dân mạng đồn đoán giá trị hơn 10 tỷ đồng. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Lê chia sẻ hình ảnh cô đưa Hồng Loan đi thăm căn nhà do chính cô đã tặng cho Hồng Loan. Tại đây Phương Lê đã trao chìa khóa, sổ đỏ, sang tên cho Võ Thị Hồng Loan. Với sự chứng kiến của luật sư Đinh Bá Kiên, Phương Lê cho biết đây vốn là căn hộ trước cô mua cho bố mẹ mình, nhưng sau bố mẹ chuyển về ở cùng để tiện chăm sóc nên Phương Lê để căn hộ này trống hơn 2 năm nay, nhưng tuần nào cũng có lao công dọn dẹp sạch sẽ. Tuy Hoa hậu Phương Lê không chia sẻ về giá trị căn hộ, nhưng dân mạng đồn đoán vị trí ở đây thì căn hộ có thể lên đến hơn 10 tỷ đồng. Cư dân mạng tỏ ra ủng hộ với quyết định của Phương Lê, nhiều người cho rằng Phương Lê tuy có nhiều thị phi nhưng luôn là người tốt, luôn ủng hộ những người yếu thế và bị bắt nạt. Căn hộ kết hợp hai tông màu chủ đạo là đen và trắng, nội thất tiện nghi hiện đại. Phương Lê cho hay cô tự lắp đặt bố trí mọi thiết bị như bàn ghế, kệ tủ, đèn và trang trí không gian sống theo tính cách sở thích cá nhân. Có hôm mua một chiếc đèn về mà tôi loay hoay mãi không lắp được bóng, gắn dây điện vào phải lên mạng hỏi mọi người, Phương Lê nói. Phương Lê in ảnh cố nghệ sĩ Vũ Linh lồng khung gắn trên tường phòng khách trước khi tặng cho Hồng Loan, tạo một góc trang trí để căn hộ trông ấm cúng, cầu may mắn đến với gia đình Hồng Loan trong năm nay. Trong video của mình, Hồng Loan tỏ ra vô cùng xúc động với món quà ý nghĩa của Phương Lê. Được biết Phương Lê cũng ngỏ ý muốn kết nghĩa chị em với Hồng Loan. Trước đó Phương Lê lên tiếng bênh vực Hồng Loan, tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ nếu cần. Đã gần 7 tháng kể từ đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh, nhưng những ồn ào xoay quanh vẫn chưa có hồi kết. Hồng Loan thẳng thừng cho biết bản thân không ngại đi xét nghiệm ADN khi bị cháu gái Vũ Linh là Hồng Phượng tố không phải con ruột, dù trên thực tế cô là con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ. Bên cạnh đó cô còn đặt nghi vấn về việc mẹ con Hồng Phượng Hồng Nhung âm thầm nhận tiền xây mộ phần cho cha, không công khai minh bạch. Sau đó Hồng Loan bị cô Sáu bóc mẽ chuyện đuổi trợ lý Kim Nga và không mặn mà chăm sóc khi nghệ sĩ Vũ Linh còn sống. Trong khi mọi chuyện chưa ngã ngũ, Hoa hậu Phương Lê bất ngờ góp gió trong ồn ào này. Cô mỉa mai trợ lý của cố nghệ sĩ, rất bức xúc với trợ lý Kim Nga, làm 18 năm tưởng là chủ nhà hay tưởng là ruột thịt. Coi cái đoạn camera ngồi nói chuyện với chủ nhà, chân trên chân xuống, mặt mũi thái độ thế này thế nọ. Nói là 18 năm không lương, ai tin? Ai đi làm mà không lương, xạo cũng vừa thôi. Phương Lê cũng thẳng thắn đưa ra quan điểm về vấn đề tranh chấp nhà cửa giữa Hồng Loan và họ hàng. Cha mất rồi để lại nhà cho con, xong mới tới anh chị em. Ở đây thấy rõ ràng, cô chú đồ các kiểu là đang muốn tranh giành. Còn cái nhà duy nhất mà cũng muốn giành. Trong khi đó trước đây, nghe chú Vũ Linh nói là người nào đã xài hết của chú 1.000 cây vàng, người nào báo đời phá của chú. Nếu Hồng Loan cần gì, Phương Lê sẽ giúp. Cần luật sư, Phương Lê sẵn sàng trả toàn bộ chi phí. Phương Lê khá bức xúc khi nhiều cá nhân hành xử không đúng mực. Trong đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh, cô cho rằng việc con cháu đồng ý bán tin cho truyền thông cũng rất kỳ cục và không hợp lý. Chú Vũ Linh đâu có nghèo tới mức mà phải bán thông tin cho truyền thông, đâu có 80-90 triệu. Ủa sao con cháu gì kỳ cục vậy? Cô nói. Có thể thấy Phương Lê đứng hoàn toàn về phía Hồng Loan và sẵn sàng ra tay giúp đỡ nếu cô cần. Trong khi nhiều người cảm thán trước hành động của nàng hậu, thì không ít người chỉ trích cô ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, chuyện nào cũng chọ mũi vào để kiếm sự chú ý. Hiện sự việc vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Lộ clip Hồng Loan chăm ba ở bệnh viện, đến cái áo cũng mượn Hồng Phượng vậy mà bị nói bất hiếu. Là người nghệ sĩ được bao khán giả ngưỡng mộ khi còn sống, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có một sự nghiệp huy hoàng mà ai cũng ao ước. Thế nhưng tiếng thơm của ông đã bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm của gia đình suốt thời gian qua, khi con gái của nam nghệ sĩ xảy ra mâu thuẫn với mẹ con cô Sáu dẫn đến mối quan hệ bất hòa không thể cứu vãn. Cũng từ mối quan hệ bất hòa này, cả hai bên liên tục choảng nhau trên mạng xã hội. Phía đối nghịch còn tung bằng chứng cho rằng Hồng Loan bất hiếu với cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh lúc sinh thời. Tuy nhiên mới đây chị Ni, bạn thân cũng là người đại diện phát ngôn của Hồng Loan, đã tung đoạn video để minh oan cho Hồng Loan. Đăng tải đoạn clip Hồng Loan bóp chân cho ba trong bệnh viện, chị Ni viết: Móm ơi mày nhớ clip này không? Sao mấy clip này bên đó ém lại không đăng, không lộ cho mọi người thấy chút? Nói không lo cho ba, không thấy mặt mũi ở bệnh viện. Nó bóp chân cho chú Năm, mới lên hoa viên chú Năm nói nhỏ trong tai: Hương hồn chú vẫn bên Hồng Loan, con đăng đi con, giải oan cho nó đi con. Clip quý hiếm. Trong đoạn video, Hồng Loan ngồi chăm chỉ bóp chân cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi ông đang nằm ngủ trên giường bệnh. Có thể cảm nhận được sự yêu thương và tận tâm chăm sóc đấng sinh thành từ Hồng Loan, chứ không như những gì phía đối nghịch đồn thổi. Lúc nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bệnh, Hồng Loan phải chạy từ Nhà Bè lên Phú Nhuận để chăm sóc ba. Vì đường xá xa xôi nên Hồng Loan phải mượn đỡ quần áo của Hồng Phượng mặc. Nhìn hình ảnh này mà dân tình nghẹn ngào xúc động, bởi từ trước đến nay Hồng Loan hiếm khi chia sẻ những khoảnh khắc như thế này để minh oan cho chính mình mà cứ âm thầm chịu đựng. Mới đây trong đại lễ Vu Lan được tổ chức tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã có dịp trải lòng về tính cách Hồng Loan. Vũ Luân bồi hồi nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi hai anh em gặp nhau. Ba dắt Luân vào nhà giới thiệu: Loan, chào anh hai đi con, anh hai của con đó. Cái chỉ đứng chỉ nói: Chào anh hai. Ba cười nói: Chỉ không chịu đó, chỉ sợ chia sẻ tình thương. Từ đó Luân đã ấn tượng với em gái của Luân là Hồng Loan. Sau này Luân được các cô bác yêu thương nên đi sâu nhiều, em gái Hồng Loan cũng lập gia đình. Sau đám tang của ba, Luân mới thương em gái Hồng Loan nhiều hơn, bởi đức tính mộc mạc chân thật của em gái Hồng Loan y hệt tính nết của ba.
Vũ Luân còn cho biết Hồng Loan là người sống tự trọng, dù có khó khăn không lên tiếng cầu xin hay nhờ cậy sự giúp đỡ từ anh chị em khác. Nghe những chia sẻ của Vũ Luân, dân tình càng thấy thương Hồng Loan nhiều hơn bởi cô sống vô cùng tự trọng, không muốn phải làm phiền ai dù trong lúc khó khăn nhất, cũng như việc cô không bao giờ khoe khoang sự hiếu thảo của mình đối với ba để phản pháo phe đối nghịch. Phía Hồng Loan đáp trả đanh thép, làm rõ mối quan hệ cha con với cố nghệ sĩ Vũ Linh, khẳng định 100% là hợp pháp. Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, luật sư của bà Hồng Loan, con nghệ sĩ Vũ Linh cho rằng kết quả xác minh nhân thân theo yêu cầu từ phía nguyên đơn càng khẳng định 100% Hồng Loan là con hợp pháp của nghệ sĩ. Cụ thể, tại buổi làm việc ngày 25 tháng 8, bà Loan đã được tiếp cận tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án như công văn phúc đáp của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận về hồ sơ đăng ký khai sinh và nuôi con nuôi của bà Loan theo yêu cầu của nguyên đơn, bản tự khai của bà Hồng Nhung, Hồng Phượng. Ngoài ra, bà Loan cũng có đơn yêu cầu tòa án xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của mình, gồm thẩm định tài sản liên quan đến việc yêu cầu nguyên đơn là bà Lê Thị Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản cá nhân ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Trước đó, dẫn tin từ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8, liên quan đến vụ việc tòa án nhân dân quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với phía nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung để công bố tài liệu chứng cứ. Trước đó, trong quá trình thụ lý và giải quyết vụ việc, phía nguyên đơn đã có yêu cầu tòa án nhân dân quận Phú Nhuận thu thập tài liệu chứng cứ là hồ sơ đăng ký khai sinh và nuôi con nuôi của bà Võ Thị Hồng Loan. Tại buổi làm việc, tòa án nhân dân quận Phú Nhuận cung cấp cho phía nguyên đơn các thông tin về hồ sơ lưu trữ đăng ký con nuôi tại Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận giữa nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và bà Hồng Loan, thông tin hồ sơ đăng ký khai sinh do bà Hồng Loan và các thông tin khác về nhân thân. Theo Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, những hồ sơ này không còn lưu trữ tại quận nên không cung cấp bản sao theo yêu cầu. Theo đơn khởi kiện giữa phía nguyên đơn và đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh do bị đơn lập ngày 7 tháng 4 2023 tại văn phòng công chứng. Hiện các di sản được sang tên cho bà Hồng Loan gồm nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức và một chiếc xe ô tô. Nguyên đơn là bà Hồng Nhung cũng đề nghị hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, các tài sản trên, yêu cầu chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Quá trình giải quyết vụ việc, Hồng Loan đã có đơn phản tố và được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý. Theo đó, bà Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung, nguyên đơn em gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và bà Lê Thị Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Vũ Luân làm điều vô cùng ý nghĩa, chính thức tặng xe hơi tiền tỷ cho em gái Hồng Loan. Vừa qua trên trang cá nhân của mình, Hồng Loan chia sẻ hình ảnh nhận xe mới. Đây là món quà mà anh trai Vũ Luân tặng cho mình. Được biết, Vũ Luân đã nhiều lần muốn ngỏ ý tặng cho Loan một chiếc xe để tiện di chuyển, nhưng Loan từ chối. Nhưng lần này không thể từ chối được vì Vũ Luân đã mua và đứng sẵn tên của em gái. Con gái cố nghệ sĩ không giấu cảm xúc phấn khởi khi nhận về con cưng mới toanh của mình. Thích nhất mùi xe mới và cảm giác bóc tem. Kêu dẹt dẹt, đã gì đâu, từ nay có thêm phương tiện để ship hàng cho mọi người rồi. Được biết dòng xe mà Vũ Luân tặng cho Hồng Loan là Kia Carnival 2022 màu nâu với kiểu dáng bên ngoài cực sang trọng. Nội thất bên trong xe cũng được nữ nghệ sĩ khoe với công chúng, trông vô cùng tiện nghi. Dòng xe này có giá dao động từ 1,2 đến 1,5 tỷ. Trước đó vài ngày, các con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã tề tựu đông đủ tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương nhằm tổ chức đại lễ Vu Lan cho ba mình. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đến thắp hương tri ân, tưởng nhớ về nghệ sĩ Vũ Linh. Buổi lễ được tổ chức vô cùng long trọng và hoành tráng. Tại đây, Vũ Luân đã có dịp trải lòng về tính cách của cô em gái Hồng Loan. Ba dắt Luân vào nhà giới thiệu, Loan, chào anh hai đi con. Cái chỉ đứng, chỉ nói, chào anh hai. Ba cười nói, chỉ không chịu đó. Chỉ sợ chia sẻ tình thương. Từ đó Luân đã ấn tượng với em gái của Luân là Hồng Loan. Sau này Luân được cô bác thương nên đi show rất nhiều. Em gái Hồng Loan cũng lập gia đình. Sau đám tang của ba, Luân mới thương em gái Hồng Loan nhiều hơn bởi đức tính mộc mạc, chân thật của em, y hệt tính nết ba. Vũ Luân còn cho biết thêm, Hồng Loan là người sống rất tự trọng, dù có khó khăn vẫn không lên tiếng cầu xin hay nhờ cậy sự giúp đỡ từ các anh chị em khác. Quý vị có thể thấy những YouTuber, những page đã từng chia sẻ về Hồng Loan từng ăn mì gói. Điều đó là có thật. Hồng Loan chưa bao giờ làm phiền đến anh hai và chị ba. Loan chỉ cần nói là, anh hai ơi, em khổ quá, giúp đỡ em. Lên tiếng là anh hai không bao giờ từ chối, cũng như là em ba, là Bình Tinh cũng không từ chối điều đó. Bởi vì Luân và Bình Tinh cũng đã giúp rất nhiều người, đi từ thiện rất nhiều nơi. Không lẽ gia đình mình không giúp sao? Đối với Hồng Loan thì em rất khép kín và không muốn làm phiền ai. Vũ Luân tâm sự. Nghe những chia sẻ của Vũ Luân, mọi người càng thấy yêu thương Hồng Loan hơn, bởi cô sống vô cùng tự trọng và không muốn làm phiền ai. Dù trong lúc khó khăn nhất, cũng trong đại lễ con gái Vũ Linh đã tặng gạo.
cho người nghèo như một cách thay ba làm từ thiện. Ngoài ra, Hồng Loan còn gửi tới người ba quá cố và hàng ngàn khán giả mình ca khúc 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm. Đây là bài hát ngày xưa ba cô rất thích nên lần này cô xin hát bài này để tưởng nhớ và tri ân ba mình. Hồng Loan đã thể hiện ca khúc đầy xúc cảm khiến khán giả rưng rưng. Một người hâm mộ tới từ Bến Tre đã khóc sau khi nghe Hồng Loan hát. Bà chia sẻ, nghe Hồng Loan hát khiến tôi nhớ tới Vũ Linh, thương Hồng Loan lắm, các cô chú anh chị nhớ thương nó nha, thương con gái mồ côi.